Anh quay trực tiếp và hướng dẫn cái fix luôn nhé. Đây thì ở đây thì nó báo cái lỗi là không tồn tại cái biến này do là cái session chưa check, thì em vào cái file đúng cái file này nhá, admin layout header này dòng 83 này. Ở đây em sửa cho anh thành exit nhé. Đấy thì sẽ là được. Tiếp theo ở màn đăng ký tiêm à, đây admin, tiếp tục chọn admin đúng không? Đây 11, 12, 13, 14. Đây, ở đây thì em sửa. Đây thì em check code xem thử nó có như này nhé. Nếu mà nó có rồi thì thôi. Còn nó mà chưa có thì em fix như này cho anh nhé. Đây này, em exit kiểm tra nó tồn tại thì lấy giá trị của công thì cho nó mặc định. Đây. Anh có đấy, anh sẽ gửi anh về lại cái đoạn phản hồi này lại cho em ở đây nhé, thì em có thể nhìn vào mặt check nhé. Đấy tám mươi đây, ở đây cũng tương tự nhé, em cũng kiểm tra exit cho anh. Đây em thay luôn hết dòng 80 lại. Đấy thì là sẽ fix được nhé. Ok.